sắp gai sắp khủng này nhiều này. Ồ đúng đúng rồi, thua mỗi thằng đều được không có ấy nhỉ, có độ trích đánh độ trích nhỉ, chán thế khổng lồ quá này. Mình đang cần cái kìa, mình đang cần cái găng kia xong xong nó bây giờ lại đi cùng với cả cái cung, khó thế. Cho xin cái găng đi, cho xin cái găng đi, đứa này lấy gì đấy? Em lấy con blitz kia cơ. Ê khó. Ui giời ơi, tự nhiên nó ra luôn cả hai. Get paid and get out. Không có ngoài đạo luôn ạ. Đang suy nghĩ xem nên đào hầm nhỉ. Ai đấy? Có tuyệt heo. Bom. Này. Lại mất trích chưa bay quái. Nhưng mà không sao. Không sao, không sao. Có tiền ạ. Cho gậy ạ. Ba cái gậy ạ. Giáp đồ ạ. Đi cụ mày. Ôi sao cho ba cái gậy ạ. Ôi trời ơi. Trời ơi đồ thế này tính giết cho đi. Bốn đạo chết rồi. Em có thể bán máu. Bán máu rồi anh dài.
À, mình có động chích này, chết dở. Nghiện là giả rồi. Anh Giai đừng bảo đi nguyên sàn nhá. Nguyên sàn thì buồn lắm. Không đi nguyên sàn. Ít phẳng con nữa, đúng rồi. Ba con là được rồi. Trái tim đạo trích. Kéo con gì gì. Vệ quân biệt đội khó. Trời ơi. Rồi đi. Ủa ngon. Ủa ngon 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 ngon. Chịu thua nguyên xà nó. Chịu quá. Tí thì bấm đủ rồi té thôi. May đấy. Đúng rồi, cứ đạo trích chuỗi thắng rồi. Sẽ lại hồi 150 máu, nhận 12% tốc độ đánh. Trời ơi. Cái này tốc độ đánh rồi này, tốc độ di chuyển, tốc độ đánh rồi này. Hồi 150 máu đi. Đây này, em ra một đống rồng này, mèo không lấy đây này. Kêu một thay đổi kinh thế. Biệt đội vô cực thì còn lấy cái gì nữa? Còn rồng mới giết cái gì? Tiên là biệt đội bình thường, biệt đội mạnh luôn đấy nhá. Đi đây rồi. À, cây găng của tôi đi rồi. Găng đi kiếm nhỉ. Găng đi. Ô, cho một đồ to luôn à? Vãi nhờ. Ô, thế à? Ô, thế à? Thế thì xin. Ê, sao có Samira luôn? Nó đây. Dạ, anh lại yếu chưa? Ô, tự nhiên con Blitz 3 sao này. Ừ nhỉ?
Mình nhận ra là mình chưa có con ngoại đạo nào. Sao yêu thiên đã mẹ sắp đi rồi này. Đây chỉ là môi trường cho 2k1 thật xuống thôi. Nó 2k2 kia đúng rồi. Hai không cũng hai. Trời mẹ đâu. Không ra dòng nhưng cũng chẳng ra con cơm yêu nào. Bây giờ tôi muốn tiền lắm gì trong khi mình cần tướng 2 tiền. Lại một người đã ra đi cho sẻng à. Ôi giời đất ơi. Giết nhau đi. Trời ơi. Lại cung. Tôi muốn khóc. Mẹ phải thì ấy rồi. Mẹ và tôi muốn rồi. Thét lên cho thỏa nỗi nhớ. Ai là tốc 4 rồi đấy, mẹ nhìn cái đồ thế này cơ mà. Bờ lít 3. Cứ phải là bờ lít 3. Bờ lít 3 ngay, ui không có cái xẻng nhỉ, giờ cho mình xin cái xẻng nào, có phải nó ngon được không? Đấy chưa. Và anh muốn hét lên cho thỏa nỗi nhớ. Mình có nên chịu ăn đấm nốt tơn nhỉ? Chúng sát thương chuẩn thật ạ, đóng vãi điều ạ. Cái thằng cưng cả thế giới này nó hên nhờ. À, con chó. Nó lấy, nó có vọng âm này. Xong rồi nó có cả gian na sát thương chuẩn. Vừa té thôi. Túi ôi té thôi. Giờ mà kiếm được ra cái xẻng thì yêu luôn. Ai đây? Đi
chết rồi, chết rồi, chết rồi. May quá, may quá. Cái gì bây giờ? À đây rồi, yêu thiên điệu. À, hóa ra con chó nó cầm cơm yêu của mình ạ. À. Mẹ mày phải trả giá, chứ nghĩ mày đang làm với tao. Ờ, không trả giá lắm đâu, này nó mạnh mẽ cứt ra. À, nó chơi cùng bài. Côn 6 mà ra. Mà ra ấy nhá. Let's make this fun. I'll make this look easy. Đi đâu à? Bye. Có phải không ấy? Hẹn hò trốn công sở ngay. Cái nguyên xà nó đấm cái thằng ưu tiên kia đi anh em ơi. Hay ơ không phải là hay hay thằng ưu tiên kìa. Thằng kia còn 4 máu em anh dài. À, thằng bốn máu đây. Thằng bốn máu đây còn đâu nữa. Thằng kia có bốn máu bây giờ. Thằng nào ôm lấy ông đại. Ôi xong rồi. Ừ may quá có cái gậy. Nhất thường không như vậy. Ui, thằng kia nó chết phát sợ nhảy ra một đống cơm yêu luôn ạ. À. Nhưng mà có tội là chưa lên 3. Vừa nói xong. Ừ nhỉ, chưa đủ tin tặc nữa cơ. Kiểu ôi hiểu sao, mẹ mất hết đồ. Cay thật đấy. Em chưa lấy kịp. Đây rồi à, lại là đây rồi à.
lên lấy ấy không? Rồi sao nữa? Đấm kia 16 máu rồi. Cô nắng thì chán, cô chán ăn. Cô mất sẵn lắm. Bốn cháu đi rồi. Để xem là có ai. Có ai cầm đêm lanh không? Ôi có người cầm liềm lanh rồi. Chưa cầm. Ôi giời ơi. Tí ép nó bên mạnh quá. Ôi thằng này nó cấp 9 rồi. À đây rồi. Có ấy này. Có con lưu mạnh thế. Mạnh này, mạnh này, mạnh. Khó nhờ. Một phép này, ui, hai phép này, ba phép này, phép này. Tạm thời mình đã dẫn ra. Kai'Sa này. Kai'Sa nép rồi. Get paid and get out. Get paid and get out.
một cua cũng được nhỉ. Chẳng nhận tí đâu mong đi chợ đâu. À. Lên được, cứ cho mấy con 5 tiền mới đi. Mấy con 5 tiền mà còn chờ ấy, cho nó ăn luôn ra. Ui dồi ôi, bài ông mạnh nhờ. Cháy nhờ. Thằng kia đâu có cầm con nào đâu, thằng kia có cầm con nào đâu, thằng kia không cầm con nào này. Lên được không? Đi gói, đi gói. Đi gói. Chết luôn này. Nghi bảng luôn. You want me? I want you, baby. Machikabu. Nhanh thế, ô. Mẹ vừa mới xuống đi vệ sinh cái đã xong rồi. Không. Rủ bước vào chơi. Phải, ông vàng 451 điểm, ông vàng 450 điểm. Mẹ ai đánh từ mẹ bạch kim 2 xuống bạch kim 4 bao giờ không? Cay thật đấy. Bạch kim 2 xuống bạch kim 4 không điểm à? Hê mới tài. Cái này kiểu gì luôn á? Thank you.
Nó bị chết rồi. Tại sao cái game mày bắt đầu ghét cái game này rồi nhá? Chơi toàn chơi ép bài thôi nhá. Tức thế nhở? Đấu sư đánh siêu thú à? Anh đi hai lần rồi. Đừng tin những gì anh nói. Hôm nay em chưa đi này. Ô, ngày xưa anh quay MV ở hôm nay mà. Anh đi Indo, Bali. Thung Nai, DC. Now. Ô, vừa lại thua. Đang đi đó. Qua bên đó đéo ai biết người ta nói gì cả. Vào giao diện anh. Cảm. Đó là nước biển ở Việt Nam Phan Thiết. Tỷ lệ không chát thôi. Nhơn, Đà Nẵng. No. Mày cũng tàu ra đi. Tàu ở đâu nữa nhỉ? Lý Sơn là phải ra đảo. Vâng, cũng vậy. Lý Sơn rồi. Vui hết cục. Đúng vậy anh. Muốn vui hết à. Nhưng mà đối với con mà Lý Sơn thì nó có hơi bị kiểu chán. Hơi thiếu chỗ chơi không? Không thiếu rồi anh. Hả? Ai mấy giờ đấy? Mai tầm 4-5 giờ anh em di chuyển. Ok nhá.
trang thì mình một ngày mình đi Vin này, một ngày mình đi đảo này, một ngày mình đi loanh quanh tìm chỗ ăn khám phá ẩm thực này. Còn lại đa xe đấy là mấy cái ngày mấy buổi mình ở lại thì mình mặc. Ừ. Ừ. Mũ sớm thế. Vẫn hoang sợ ai biết. Ai mưa bao dần đi ai. Thank you.
Ngày nào vẫn hoang sơ, ai biết cứ mong chờ. Chín loại phẩm với sức sống mới đi mẹ thay. Rồi bóng đêm tan, lấy cô đã tan dần đi ai? Tìm nỗi nhớ mơ hồ. Em có mid for từ lâu rồi, em có mid for từ 2 chấm mấy. Đánh đạo trích chuỗi thắng rồi. Lại trứng đi điên à. Cho anh gậy e, cho anh gậy e, cho anh gậy e. Kia găng, thêm xin kia găng, anh nhà lấy cái gì, lấy luôn. Lấy gì, lấy gì. Very perfect. Tôi đắng làm ta thấm cay. Tôi yêu bao nhiêu hy vọng cho nhau từng lời hứa. Phải nhớ phải buồn. Nhìn có cái nam châm kỹ thuật. Samira rồi. Kết à? Market Samira. Thằng Tống Nguyễn Nhi này có lốc nhá. Tống Nguyễn Nhi có lốc nhá. Xin con giao số 2 à, đây. Vừa nói xong con giao số 2 luôn. Ok. Ok Riot. Được đem lên 9 rồi. Mạnh thế. Ôi, lại được ấy rồi anh em ơi. Lại được. Cái lỗi, 4 tiền, 5 tiền rồi anh em ơi. Mẹ cứ đến rào đánh quái lại thua nhé, tài như này. Mẹ. Sao một thằng đã gò gò. Lau ông lôi một đống Milo về về phòng quá là đã.
Ôi sẻng á. Nhu cầu cao quá à. Lúc khi anh muốn tâm sự cùng người lạ. Vì chuyện không biết về đôi ta. Lốc ngay MV mình lên. Cũng gầy mọi người. Ui dồi ôi, chết nhanh thế. Thời đánh bài giống mình. Cào xé 20% và phân tách 20% kẻ địch là sao? Có không giữ để rồi. Ơ chết rồi, bán nhầm rồi. Giảm mic xuống. Kê ơi. Muốn được quan tâm anh ở đâu sao chẳng bận tâm. Ôi, lãi tiếc. Ui, quá, có mua đơ kìa anh em ơi. Cần mua đơ, à ừ, vẫn cần mua đơ. À, mua đơ. Thank you.
Ngày mình còn dòng chơi là thời gian đẹp nhất trên đời. Thích chưa? Nẹn một quả nó thích chưa? Mua đôi 3 sao rồi. Này 3 sao luôn. Không có đồ, không có đồ đấy. Nói cái gì cứ tầm ngầm là nó mới lạ chứ. Ô hệ suốt nhà giờ thì cứ gọi bảo là thằng Long đi đâu thì phải hỏi kỹ là nó đi đâu, không cái này bị thế này bị thế kia. Mình cũng lo cái đấy. Ôi tôi chết rồi. Ôi trời ơi. Tấm người Nhi ơi. Nếu hiểu sao mình thua thằng này luôn. Mà rõ ràng mình còn 5 ngưu binh. Ơ gì. Hé bội. Này lên 9 được không nhỉ? Đi nhanh hết. À ừ nhớ trước à. Hay quá. Thank you.
Chưa. Quá nhỉ. Lấy gì nhỉ? Thế cả. Kiểu phải à? Em vẫn như thế thôi, vẫn cô đơn sớm tối. Thắng rồi nha. Úi dồi, mẹ con lấy gì mạnh thế. Toàn diệt nữa. Mạnh nhà Long đi đết rồi. Đi rồi à? Lại có đi con rồi. Mén nào lại rủ đi à? Mẹ 11 giờ đi đâu? Đi đết như bình thường, đi kịch liệt, đi... Chịu đấy. Quả ấy nó ra cho quả ấn ngưu binh nữa là thôi. Mình đánh gãy tay. Không ra nổi combo đơ khác, không ra nổi. Hơi bên ngoài lạnh lắm. Không lạnh bằng lòng em. Nút cái nào? Nẹ nút cái nào? Nẹ nút cái nào? Mười điểm là dành cho Đức, 16 điểm là dành cho Vương. Thôi chưa. Bài thằng này nó ra sớm hơn em thôi, em trừ máu để đánh đạo trích thôi, còn thằng này sao ăn được em. Cái bóng thằng này ạ. Chơi em không mua được.
không ra một con Mudo, đây là con Mudo duy nhất. Cào xé với cả là tàn sát, mẹ gì không biết, chả hiểu. À, gặp người à, thôi. Đây là con của em. Ê, ôi ơi, cầu xe nó đi. Ây. Nhưng mà được cấp. Mẹ, 5 ngư binh còn không ăn được, 4 ngư binh làm sao mà ăn được. Nó ấy hơn. Nó tăng một con hơn, cái trái tim kia mẹ, nó còn thua.